Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh Nhà đẹp 274 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nhà Phương Đông. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà mới, mẫu biệt thự 2 tầng mang mã số L2-2113. Đây là mẫu nhà đã được chúng tôi thực hiện theo đơn hàng yêu cầu thiết kế của anh Hưng, địa chỉ ở Hải Phòng. Và sau đây, xin mời các bạn cùng xem những hình ảnh 3D do chúng tôi thiết kế. Mẫu nhà có diện tích phủ bì tường xây chiều rộng 10,5m, chiều sâu 15,5m, tổng diện tích sàn sử dụng 2 tầng khoảng 280m2. Công năng bao gồm có 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 4 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 4 vệ sinh. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thiết kế không gian nội thất. Dẫn vào cửa chính, trước mắt quý vị và các bạn là một không gian tiền sảnh cực kỳ thoáng đãng và rộng rãi. Ở giữa là cầu thang bộ đi lên tầng 2, cầu thang thiết kế tròn cong điệu đà đẹp mắt. Đây sẽ là điểm nhấn, làm tăng thêm sự trang trọng cho không gian đón tiếp. Bên phải sảnh đệm là hai không gian sinh hoạt chung, gồm có phòng khách và bếp ăn. Mỗi không gian đều sở hữu diện tích khá rộng, khoảng 30m2 trở lên. Tầng 1 có một phòng ngủ dành cho người cao tuổi trong gia đình. Thiết kế phía sau cùng là khu vệ sinh của công trình. Khu vệ sinh bao gồm có hai vệ sinh, trong đó một vệ sinh rộng được thiết kế khép kín dành cho phòng ngủ, giúp việc sinh hoạt được thuận tiện hơn đối với người già. Mỗi biệt thự cũng được thiết kế thêm một sảnh phụ bên hông, để việc đi lại và tiếp cận thuận tiện hơn. Như vậy, chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn không gian tầng 1. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn xem tiếp không gian tầng 2. Từ cầu thang đi lên là sảnh thang, đi về phía tay trái là phòng thờ và không gian sinh hoạt chung nhỏ. Phía trước có cửa đi mở ra ban công mặt tiền. Phía tay phải là lối đi dẫn đến 3 phòng ngủ tầng 2. Các phòng ngủ đều có diện tích tương đối rộng rãi. Trong đó, một phòng ngủ chính thiết kế tiện nghi, có vệ sinh riêng khép kín, không gian vô cùng thông thoáng. Từ phòng ngủ và sảnh chung, chúng tôi thiết kế có cửa đi ra sân chơi khá lớn trên mái sảnh phụ. Sân cũng được kết hợp để phơi quần áo và có thể ngồi hóng mát thư giãn khi cần. Vừa rồi là những giới thiệu cơ bản không gian nội thất các tầng của mỗi biệt thự. Mong rằng quý vị và các bạn nắm rõ và yêu thích cách bố trí của chúng tôi. Để tìm hiểu sâu hơn mẫu nhà, chúng ta cùng đi đến phần thiết kế ngoại thất của công trình. Mỗi biệt thự được thiết kế theo kiểu kiến trúc tân cổ điển nhẹ nhàng kết hợp mái Thái Á Đông, mang trong mình những nét đẹp truyền thống, nhưng công trình vẫn gây ấn tượng mạnh với sự độc đáo và sáng tạo. Nổi bật trên khối chân đế được ốp đá cẩm thạch màu vàng sáng bóng sang trọng, công trình khoác lên mình một màu trắng tinh khôi, toát lên vẻ tinh tế và thanh lịch. Nền nhà tôn cao 5 bậc so với sân, tạo thành khối đế cứng cáp vững chãi, giúp công trình trở lên cao giáo nổi bật. Sự tỉ mỉ và tinh hoa của người thiết kế được thể hiện qua những đường phào chỉ cùng họa tiết trang trí hoa văn vô cùng bắt mắt. Tuy đơn giản nhẹ nhàng nhưng thể hiện được sự hài hòa cân đối cho cả tổng thể. Hệ cột sảnh chính vươn cao 2 tầng, mang lại cảm giác thoáng đãng, thêm phần uy nghi bề thế. Mỗi biệt thự sở hữu hình khối kiến trúc khá lạ mắt, đan xen giữa những hồi mái thái dốc sang hai bên đã rất quen thuộc, là một mái tung tròn ở giữa, vừa là điểm nhấn cho hình khối tổng thể, vừa giúp công trình trông mới mẻ hơn, độc đáo hơn. Và để hiểu rõ hơn phần thiết kế ngoại thất của mỗi biệt thự, xin mời quý vị và các bạn xem thêm các góc phối cảnh khác của công trình. Vừa rồi là những chia sẻ về mẫu biệt thự 2 tầng mới. Các bạn cảm nhận thế nào về mẫu thiết kế này của chúng tôi? Nếu thấy đẹp và hợp với ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình, xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn nhé. Rất mong các bạn cùng chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại!